vậy nha, nghe một cô té đó. Tôi chèo đi tới, chứ tôi đâu có chèo xoay một vòng đâu. Dừng lại. Không được hết trơn á, yếu à. Máy chèo yếu à. Lại quay vòng. Chào mọi người đã quay trở lại với Mina Channel cùng với cô Nana Nani. Hôm nay chúng ta lại gặp lại người bạn của Mina rồi. Ngày hôm nay Nana sẽ thực hiện một thử thách 24 giờ nữa nha. Đó là 24 giờ ngồi trên ghế xoay. Ok mọi người, trước khi xem hãy bấm đăng ký ở phía bên dưới và chia sẻ video thật nhiều giúp Mina Nani nha. Ok. Trời ơi, nhìn những cái món này riết nhăn nhán thì nha, không muốn ăn nữa luôn á. Ok, chúng ta sẽ có 24 giờ cùng nhau ngồi trên ghế xoay này, mọi người thấy không? Đó, rất là vui luôn, rất là vui luôn, vui quá. Ôi, hết vui rồi, chóng mặt quá. Ui da, tôi mới xoay có 3 vòng mà thôi chóng mặt dữ gì trời. Ok, nha, sẽ để chân lên đây. Rồi, đây, ok, đi vòng vòng. Đi vòng vòng đi chơi, chúng ta đi chơi với nhau, chúng ta đi chơi. Đố mọi người nè, đang lấy cái gì? Mina đang cố lấy đồ. Thì Mina phải cố gắng không thôi là hả? Không được. Sức lại gần máy gì mới đẹp chứ đúng không? Đây, Mina sẽ lấy đồ, mọi biết lấy gì không? Ta ta ta, trò chơi vương quyền Game of Thrones nha. Đó, Mina phải lấy vương miện, đổ lên cho xinh. Xinh không? Xinh chưa? Nó rất là xinh luôn nha. Vui quá à. Thật ra cái thử thách này Mina thích nè. Tại Mina không phải ngồi một chỗ. Nó là ngồi trên ghế, nhưng cái ghế này xoay cho nên là mình đi được. Mình đi đâu cũng được. Mình sẽ đi lấy tới cái chỗ để trước nhà. Nhà mình hơi dơ. Nhà mình tiên tiến rất lớn một lộ hơi nhiều. Ây da. Ây da. Ây da. Mệt ghê. Có giữ tới nơi nữa. Từ phải đi phải quay mặt qua máy. Đi nhưng phải quay mặt qua máy nha. Đó. Đó. Đi lùi phải nhanh nè. Đó, mọi người thấy không? 24 giờ ngồi trên ghế sofa. Trên ghế sofa. What the hell? Rất là có ích cho xã hội nha. Đó. Vẫn quét rác mọi người thấy không? Đó, nghe phải một đống rác vô này rồi nè, thấy chưa? Mà quay vô này quét tiếp. Quét nè, tí hồi hốt, tí hồi. Khi nào hết 24 giờ mình hốt nè. Để đi qua. Trời, đi tối nó khó hơn đi lùi mọi người ơi. Cái này chèo nè. Mina sẽ tận dụng cái chỗ này làm máy chèo để chèo Mina đi. Đó, gom rác vô một bịch. Không thôi là dơ. Trời, thảm dơ quá. Dơ nha mọi người nha. Rồi, rất sạch, rất đẹp. Nó chỉ còn cục ở đây nữa. Hai cục luôn. Trời ơi, sao hai nhà đi đâu vậy? Vô con, vô cái hồi đi cứu rác nữa. Mỏ tay quá rồi nè. Xài cơ tay luôn vậy đó. Rồi. Ok. Mới xoay có mấy vòng mà quét nhà có mấy vòng mà cảm thấy mệt mỏi. Đây sẽ là quyền trượng của Mina. Mina sẽ dùng nó để làm vũ khí nè, làm đòn bẩy nè, làm đủ thứ làm. Hai bốn giờ ngồi ở đây. Bây giờ tưởng tượng nha, 24 giờ ngồi trên ghế mà đi vòng vòng ra ngoài đường. Không biết nó làm sao, chắc vui lắm luôn á. Chèo thuyền được coi. Mình có khiếu, mình có năng khiếu chèo thuyền không? Ngồi yên nha bạn gấu, không thôi là bạn gấu té lòng lòng đó. Chèo thuyền nè. Ngồi yên lòng như nha, không có té lắm. Tôi chèo đi tới, chứ tôi đâu có chèo xoay một vòng đâu. Dừng lại. Không được hết trơn á, yếu à. Máy chèo
yếu quá. Lại quay vòng vòng. Nó cứ quay vòng vòng chóng mặt chết đi được. Rồi không có gì chơi, tự tìm niềm vui cho mình chơi mệt quá mọi người ơi. Không nổi. Tèo 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 tèo. Ôi lại quay vòng vòng nữa rồi. Trời ơi chóng mặt chứ. Chóng mặt quá. Ôi trời. Ui. 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 Đừng quay nữa trời ơi. Ui. 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 Mệt quá. Ui trời ơi mệt quá trời ơi. Mệt rất mệt trời ơi. Ủa sao nãy lạnh, nó lạnh lâu vậy ta? Nãy mua nãy giờ luôn mày còn lạnh. Mình sẽ thổi cho da bao nhiêu hết. Đó rồi thấy được đó. Da đó. Đó. Uống. Mẹ nghĩ là như vậy rất là buồn cười, rất là mắc cười. Ok. Chết rồi, tí hồi ngủ được trên cái ghế này ngủ sao ta? Cái này không vui nha, cái khúc này là không vui. Ví dụ như là 24 giờ dưới gầm bàn cũng được ngủ, 24 giờ trên gầm bàn cũng được ngủ, 24 giờ trên giường cũng được ngủ. Nhưng mà 24 giờ ngồi trên ghế là không được ngủ, ngồi đây sao ngủ? Ngủ té lòi lòng luôn á. Hay là mình dựa tường ngủ ta? Xích vô mà sao nó đi ra vậy nè? Xích vô, ý chết, rớt bạn. Rồi, đó, thấy chưa? Ok, con chú đi ngủ nha mọi người. Tớ ngủ hơi kỳ, mày bị chọc quá, không biết ngồi sao cho nó hợp lý nữa. Ok, ngủ đụng vô miệng rồi nè. Chị ngôi vua lại cho bạn thân đi nha bạn thân, đợi xíu. Đó, mình sẽ chuyền cái vương miệng nó hơi bự so với bạn thân, nó thành vòng cổ mất rồi. Ok bạn thân giữ vương miệng giùm Mina nha, theo đi ngủ Mina buồn quá. Đó. Rồi. Xin tươi cho xin đi ngủ. Ngủ một giấc thật là ngon thôi. Trời sập hả? Ôi cái gì đây? Ôi cái gì đây? Đau gì trời? Nhìn cái máy quay mới nhớ. Vẫn còn đang trên ghế hả? Ôi chết cha rồi, không có điện thoại ở đây sao biết không 4 giờ trời. Đi kiếm cái điện thoại mới được. Đi nha. Đi kiếm cái điện thoại. Coi không 4 giờ chưa? Wow! Trời ơi, ngủ có tí xíu thôi mà qua 24 giờ luôn rồi. Ra giữa cái mọi người đẹp đẹp nè. Ok. Ủa cái vương miệng lại bản thân. Ok. Đem vương miệng ra có nói chuyện mọi người nè. Ok mọi người ơi. Đợi xíu tỉnh ngủ đã. Ok, Mina đã hoàn thành xong thử thách 24 giờ ngồi ở trên ghế rồi. Yeah, thật là vui. Mọi người nhớ nếu như có thử thách nào hay hơn,
đặc biệt hơn. Với lại hơn thì mọi người hãy comment bên dưới cho mình nha biết nha. Bye bye.